와. 와. 자. 뭔데? 뭔데? 뻥 quá. Làm bây giờ làm như sao khi phần trình diễn em cảm thấy người em nó rừng rực nó hừng hực cái trong đó đó. Cái lớp bạn này nè. Hãy ông hãy xong hãy lại coi. Rồi nãy. Dạ. Hai khách mời đã bình tĩnh lại chưa? Còn hừng hực đúng vậy không? Lắm bị dạ. Dạ sao anh? Bây giờ à nước miếng đó. Nước miếng đó. Em thấy là lúc mà bạn ra bạn nhảy xuống sàn một cái xong rồi bạn sống đẩy được luôn á. Sống đẩy thì nghĩ rằng là bạn có thể là huấn luyện viên thể hình á. Rồi sau đấy thì bạn đưa cái lược đến bạn vuốt tóc thì lại nghĩ là hay là bạn làm nghề gì liên quan tới tóc. Rồi bạn lại đưa cái lược bạn lên bạn hát. Thế nên là bây giờ đang bấn loạn nó không biết là đang không biết là bạn làm nghề gì. Còn cái lúc mà bạn làm vậy thì Trang nghĩ là bạn làm nghề gì? Chắc bạn Thái Lan về. Nở lòng nào cái tướng như vậy mà lấy cái biệt danh là bụng bự để em kiểm chứng xem bụng bạn có bự người thiệt không nha. Để em bạn có thể giải thích về cái từ khóa da diết mà bạn chọn. Mỗi lần mà em làm việc xong thì sẽ khiến cho mọi người cảm giác như là nó da diết. Thiệt tôi không biết bạn làm gì mà bạn giải thích cái tôi muốn bạn làm tôi ghê. Muốn bạn làm tôi ghê. Khoan, cái nghề này cho mình hỏi, nghề này ở Việt Nam có hợp pháp không? Khi Việt Nam mình chưa cập nhật kịp nên là hơi nha. Anh đầu óc anh đang đêm tối em biết. Anh nói thiệt với em cái mặt này cứ gì. Mới mặt nữa. Sao mặt người ta làm coi được quá trời đúng không? Chứ làm coi kỳ. Thứ ba đi. Thứ ba luôn hả? Thứ ba đi. Trời tuần thứ ba nữa là không chịu nổi đó. Anh biết rồi, chắc là từ thỏa mãn nè. Hay là từ đê mê. Tôi nói thiệt không, mà từ thỏa mãn tôi bám vang lại luôn á. Ê mà em để ý mỗi lần nói chuyện với bạn á, cái ánh mắt của bạn nhìn mình đê mê. Nhìn lâu thì chút là chết. Quay qua đây đê mê tao bán rồi. Anh kỳ quá à. Anh cứ hấp dạng khách mời của người ta ngoài. Nói ví dụ như anh đê mê, thôi được.